các bạn, lại là mình Dũng Mục Sở Thị đây. Thì ngày hôm nay đây mình rất hân hạnh được mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi một sở thị quán buffet hải sản, ăn bao no, bao phê ha, với đồ gọi là tươi sống, với giá chỉ có 199k một người thôi. Nào, mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi một sở thị chi tiết nha. Vâng, đây là quán buffet ăn hải gia, mang tên là Đại Diên, hải sản nướng lẩu với giá chỉ 199k. Và đây, trước khi vô thì chúng ta sẽ mua vé ở đây, thì vé là 199k một người. Sau khi mua vé xong thì chúng ta sẽ vô đây để dán cái dòng này, dán cái này này thì có rất là nhiều bàn, nói chung là lúc nào cũng đông khách hết ha. Và đây là những cái gọi là hải sản ở đây, bao gồm có tôm này là tôm sống đàng hoàng nha. Đó, tôm sống, tôm bơi đàng hoàng nè, tôm sống, tôm bơi đàng hoàng ha. Đó, tôm sống, tôm bơi đàng hoàng. Nó nhảy đâu quá. Đó, tôm bơi, thấy không? Tôm sống, tôm bơi, hàu, và tất cả những loại ốc nè, ốc sò, tươi ha, quá đã. Ở bên này là chuyên về ốc với cá nè, còn bên này là tôm. Đó, tôm sống, chích. Và đây là những cái đồ gọi là nướng, lẩu, rất là nhiều món ha. Tổng cộng ở đây là gần 100 món, cho nên là khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn. Bên này là những món ăn vặt, những món làm sẵn. Nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta sẽ tạm thời ăn những món làm sẵn ở đây. Ngoài ra có một khu trái cây nữa, rất là đầy đủ, táo, vú sữa, đầy đủ ha. Chạy chưa? Đó. Rồi. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn chúng ta cùng chiến thôi. Vâng, và giờ đây thì mình chiến thôi, ăn thoải mái ha. Mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử món ốc bu này trước nè. Còn đây là sò, đây là sò huyết nha. Sò huyết baby rất là đã. Nào, xin mời tất cả các bạn. Còn đây là ốc bươu nướng nha. Nhìn rất là đã ha. Nhìn ốc bươu rất là thơm. Nào, xin mời. Sau khi ăn những cái món mà quán làm sẵn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm những cái món mà tự làm nha. Đây là món ốc gì đây? Cứ tưởng là sò dương nhưng không phải, đây là một sò gì đó rất là bự, rất là lạ. Nếu các bạn nào biết đây là con sò gì thì để lại comment bên dưới cho mình nha. Đó, đây là sò tươi luôn, mình nướng lên, mình quất. Rồi, mời tất cả các bạn chờ một tí nó nướng xong rồi chúng ta sẽ thử nha. Rồi, sau khi nướng xong thì giờ mình sẽ thử nó như nè. Rồi, quá trời bự luôn, nóng hổi. Thì ở đây có hai nước sốt, một là nước đường tạt ha, hai là muối ớt. Giờ mình thử con đầu tiên, mình thử với bột tạt coi thử như thế nào nha. Quá đã. Rồi bây giờ tới con tiếp theo, mình sẽ trải nghiệm ăn với muối ớt nha. Nói thiệt là nó hơi hơi bự nha, hơi bự
hơi bự. Cho nên nếu bạn nào ăn mà không nổi là nó hơi bị nhiều nha. Vâng, và giờ đây là đến những món mà chúng ta sẽ tiếp tục nướng. Nướng lên để cảm giác là tôm còn sống nè, cái chân nó còn dãy dãy nè. Nhấp cháy luôn nha. Mặc dù mới cắt, đó, mới cắt mà nó còn không nhảy nhảy rồi. Nhảy ghê không? Nhảy ghê không? Nhảy ghê lắm. Nhảy thôi rồi luôn á. Rồi. Mời tất cả các bạn chúng ta chờ nha, chờ cho nó chín nha. Trong thời gian chờ những con tôm chín thì thịt cũng đã nướng xong rồi. Mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau thử nha. Thịt thì chấm với cả tương ớt nè. Đã chưa? Nào, xin mời. Và giờ đây thử món chân gà rút xương nướng. Rất là chất ha. Này chấm với cả muối muối ớt cho nó có đủ vị. Rồi, xin mời. Rất là đẹp, rất là ngon. Vâng. Và sau khi tôm đã nướng chín xong và lột vỏ, giờ đây là con tôm nó sẽ như thế này, rất là ngon. Rồi, chấm đi cả muối ớt thôi. Chấm muối ớt. Chấm muối ớt. Rồi bây giờ thì thử thôi. Nào, xin mời. Ở đây món tôm sống đó là đặc sản. Thế mạnh ở đây cho nên là cứ việc ăn cho nó thoải mái nha. Ngoài ra có bò, bò khí thế luôn nè. Ăn bò, bò phải nó bự vậy đó. Đó, bò Mỹ nha, chứ không phải bò Việt Nam đâu nha. Đó, bò Mỹ. Đó, đặc sản là ở đây là món này nên cho được ăn cho thoải mái, ăn cho khí thế thoải mái nha. Đó, không phải lo nghĩ gì đâu, bao luôn á. Có chỗ nào mà dám chơi tôm sống giống vậy luôn. Mà ghé đây thì cô Tư muốn cho đã. Chờ thôi. Rồi. Sau khi đó, ngoài đây ta xử nè. Cắm dân ngọc, muối tiêu vô mới đã. Quá là trời là ngon.